Sức hút của Maryland Quy Nhân nơi diễn ra Miss Cua Việt Nam 2023. Mùa hè năm nay, sức hút của Maryland Quy Nhân với du khách thêm mạnh mẽ khi lần thứ hai liên tiếp trở thành địa điểm tổ chức cuộc thi Miss Cua Việt Nam. Cùng Miss Cua Việt Nam 2023 viết tiếp mùa hè rực rỡ, dự án Maryland Quy Nhân nổi tiếng với kiến trúc độc đáo phù hợp để tổ chức những hoạt động thương mại đa dạng, sầm uất. Hàng loạt lễ hội sôi động, dịch vụ nghỉ dưỡng, lưu trú cao cấp, vui chơi giải trí. Trở thành địa điểm tổ chức vòng chung kết Miss World Việt Nam 2023, Maryland Quy Nhơn sẽ mang đến không khí mùa hè sôi động với những hoạt động, chương trình đặc sắc, cùng nhiều sâu trình diễn hoành tráng vào cuối tháng 6 và tháng 7 này. Vòng chung kết Miss World Việt Nam 2023 sẽ diễn ra tại Maryland Quy Nhơn. Sở hữu vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, thiết kế cảnh quan theo tiêu chuẩn quốc tế, sân khấu có sức chứa lên đến hàng chục ngàn người. Việc dự án Maryland Quy Nhân trở thành nơi đăng cai vòng chung kết Miss Việt Nam 2023 hứa hẹn thu hút thêm hàng ngàn du khách đến đây, giúp Maryland Quy Nhân vươn tầm thành điểm đến của các sự kiện hấp dẫn bậc nhất cả nước. Tại đây, quy tụ hàng loạt công trình biểu tượng được đầu tư bài bản, trở thành điểm check-in mới lạ ở miền Trung. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa, hình ảnh thành phố biển quy nhân xinh đẹp, văn minh, thân thiện, cấp phần hiện thực hóa kỳ vọng đưa quy nhân trở thành điểm đến hàng đầu châu Á vào năm 2030. Đại diện Hưng Thinh lên chia sẻ, hai lần liên tiếp được chọn là địa điểm diễn ra vòng chung kết Miss World Việt Nam là minh chứng khẳng định vị thế, năng lực của Maryland quy nhân trong hành trình trở thành điểm đến mới đa trải nghiệm về lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí, ẩm thực, đầu tư, phát triển kinh doanh, là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ quốc gia và thế giới. Điều này khẳng định nỗ lực của Hưng Thịnh Len trong đồng hành cùng các chương trình văn hóa giải trí đặc sắc, tích cực đưa các sự kiện quy mô lớn về quy nhân Bình Định, góp phần nâng tầm du lịch địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thành phố không ngủ Maryland Quy Nhân Những năm gần đây, du lịch Quy Nhân Bình Định đã bứt phá mạnh mẽ, được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh của ngành du lịch Việt Nam nhờ thiên nhiên độc đáo, nền văn hóa giàu bản sắc, hạ tầng giao thông đồng bộ, đặc biệt là lợi thế về tài nguyên biển bán đảo, du lịch, thương mại phát triển kéo theo thị trường bất động sản nơi đây sôi động hơn. Quy nhân vào mắt xanh của nhiều nhà phát triển dự án lớn. Với khát vọng xây dựng một thành phố bán đảo du lịch thương mại giải trí đẳng cấp quốc tế, Hưng Thịnh Lên dành nhiều tâm huyết kiến tạo dự án Maryland Quy Nhân. Dự án được quy hoạch thành nhiều phân khu cùng chuỗi tiện ích chuẩn quốc tế, hướng đến phát triển hệ trải nghiệm đa tầng 24 phần 7. Theo đại diện chủ đầu tư, khi hoàn thiện, Maryland Quy Nhân sẽ trở thành điểm đến hàng đầu khu vực sẵn sàng đón 37.000 lượt khách ngày đêm đến lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tham quan mua sắm. Ngay trung tâm dự án, phân khu Cano District sở hữu hệ tiện ích dịch vụ đa sắc, hứa hẹn tạo nên một vương quốc không ngủ, nơi kinh doanh, trải nghiệm trên bến dưới thuyền độc đáo. Các dãy phố được quy hoạch bên năm kênh đào với chiều dài 3.500m, liền kề quảng trường nhạc nước có tổng diện tích lớn nhất Việt Nam. Các hoạt động sầm uất trên kênh đào sẽ kết hợp với những màn trình diễn ánh sáng, nhạc nước hiện đại, các lễ hội, sự kiện quy mô quốc tế, các hoạt động thương mại, hứa hẹn mang đến nguồn thu dồi dào cho Maryland Quy Nhân. Giữa vùng trời biển, thung lũng và núi đồi hội tụ, Maryland Quy Nhân được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến quốc tế hàng đầu khu vực. Thành phố bán đảo được quy hoạch, thiết kế và quản lý vận hành với sự đồng hành của những tên tuổi lừng danh thế giới. Trong danh sách các đối tác quốc tế là những tên tuổi hàng đầu như Laser Vision, Marriott International, Red Norman, Steelman Partner tất cả sẽ tạo một điểm đến hấp dẫn. Mới lạ với những trải nghiệm xứng tầm kỳ quan ngay bên bờ biển miền Trung. Hiện dự án đang giới thiệu ra thị trường hai dòng sản phẩm. Big House hứa hẹn là kênh đầu tư sinh lời 24 phần 7 phù hợp cho nghỉ dưỡng, kinh doanh, đầu tư cho thuê, dòng Townhouse đa năng, giàu kết nối, vừa có thể lưu trú vừa giàu giá trị khai thác thương mại. Ngoài ra, theo thông tin từ chủ đầu tư, vào cuối tháng 6 dự án Maryland Quy Nhân chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm bất động sản căn hộ du lịch với giá mềm. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.